thì họ biết có Minh Dương họ tin, nhưng mà họ không có sâu sắc bằng người Bắc. Cho nên khi người Bắc mà tin là Minh Dương thiệt á, là họ tin thiệt luôn. Cho nên ngoài đệ tử miền Nam ra rất là đông, đệ tử miền Bắc thường có rất là đông luôn, nhiều lắm. Mà những người ngoài Bắc á, mấy ông bự á, đều giờ này mà mấy ông tin nhập đồng với tứ thủ rồi lắc á, thì mấy vị mà nhập vô thì mấy vị biết rõ cho họ là ai đúng không? Thì mấy ông giống như hỏi là hỏi coi cái mặt này thiệt hay giả. Thì mà mấy người mà nhập đồng vô mà nói thiệt một cái là ông quản hồn liền. Cho nên âm thầm mấy ông qua đây kiếm thủ quá trời. Thì ra là những cái người kiếp là những người có những cái cố vấn tâm linh phía sau. Thì những người đồng bóng không biết ma quỷ hay là thần hay là thánh nhập hay là tiên nhập, Bồ Tát nhập gì whatever, họ đều nhìn ra được cái vụ là ai. Chỉ có người phàm mắt thường không có nhìn ra. Bảy dòng hào quang thì những cái ma quỷ hay là thần thánh nhìn ra. Còn người phàm mấy con nhìn thấy mặc cái áo cam này đâu có giống ai đâu. Cái áo này mua có 70 bạc. À nhưng nó có bảy dòng hào quang đáng đây nè. Gắn nhìn đi, có ai nhìn ra không? Đâu có ra nổi. Ở cái định lực keo mới ra nổi.